Kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, chúng tôi là Mai Tuấn và Hoàng Vy. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị đến với chương trình Chào Buổi Sáng. Hôm nay đúng là ngày thứ sáu, chào chắc chắn là quý vị thấy chúng tôi vui hơn, có phải không Hoàng Vy? Bao giờ cũng vậy, gần đến weekend thì ai cũng cảm thấy là phấn khởi vì sắp được có thời gian với gia đình, người thân. Và nhất là một cái niềm vui nhỏ mà quý vị đang thấy rồi đó, ngày hôm nay anh em chúng tôi chuyển sang một studio, một phòng thu mới. Quý vị nhìn thấy cái tiếng Anh gọi là background, tức là cái phía đằng sau, cái phông mới. Thưa quý vị, chúc cho quý vị có những giây phút giống y như Hoàng Vy và Mai Tuấn đang có, bởi vì chúng ta đang ở trong ngày thứ sáu. Và thưa quý vị, chuyển sang phần tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, nhắc đến taxi Việt Nam thì bất cứ người dân nào khi có điều kiện sử dụng taxi đều cảm thấy hơi ngại ngùng vì lẽ thứ nhất là tình trạng taxi chạy trên đường và tranh giành những cái tuyến đường và cố gắng chạy nhanh để mà có thể drop khách xuống, để mà có thể có được một cái tuyến đường khác, hoặc là taxi bấm cái cây số giờ không đúng. Ví dụ như đi từ đoạn A đến đoạn B thì thường khoảng chỉ 20 ngàn mà thôi, nhưng nếu khách lơ là không để ý thì cái cây số đồng hồ nó có thể nhảy rất là lộn xộn và số tiền có thể lên đến vài trăm. Có rất nhiều vấn đề về cái tình trạng taxi. Chính vì vậy, cái thời gian vừa qua rất nhiều cái hãng taxi mới xuất hiện ở Việt Nam, đặc biệt là những cái thành phố lớn. Các hãng taxi đó có thể kể đến như là Uber, như là Grab, thì đẩy cái tình trạng những cái hãng taxi truyền thống xưa nay vẫn tồn tại như là Vinasun và Mylink, vốn là hai ông lớn trong ngành taxi, vô cái tình trạng buộc mình phải cạnh tranh nhiều hơn và cũng kinh doanh cũng khó khăn hơn. Chính vì vậy mà ông chủ của cái tập đoàn Vinasun đã đề xuất một cái ý tưởng khá là mới mẻ và lạ là bán bưởi trên taxi. Vinasun đã gây chú ý khi đưa việc kinh doanh bưởi da xanh lên những chiếc taxi của mình để giới thiệu tới khách hàng thông qua đội ngũ tài xế. Cụ thể là trên taxi của mình thì hãng này treo túi bưởi gồm 2 trái mang nhãn hiệu Tam Tân, được bán với giá 64.000 đồng một ký, có nghĩa là tương đương khoảng 3 đô la Mỹ một ký. Và những trái bưởi được bán ở trên xe toàn bộ là của công ty trồng, và nếu khách đặt mua với số lượng lớn thì giá có thể giảm. Công ty này liên tiếp triển khai rất nhiều hoạt động nhằm giữ lại thị phần trong cái bối cảnh là có quá nhiều sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Và nổi bật trong số này là cái khoản tiền hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư để mua mới phương tiện vận tải. Và ước tính đến cuối năm thì hãng xe taxi này đã sở hữu hơn 6.000 chiếc, có giá trị lên đến hơn 2.500 tỷ đồng. Và đáng chú ý, giữa tháng 2 năm 2016, hãng đã triển khai dịch vụ xe taxi hạng sang trên ứng dụng riêng. Có nghĩa là nếu như quý vị lựa chọn một chiếc taxi để di chuyển thì chúng ta có thể lựa là taxi thường, là những chiếc xe ô tô loại thường, hay là những chiếc xe ô tô loại sang trọng. Bởi vì người Việt Nam tâm lý là rất thích cái gì là bóng nhoáng, hào nhoáng, đi taxi cũng phải lựa taxi sang thì nó mới, đôi khi họ nghĩ rằng nó mới chứng tỏ được cái tầm thế của mình. Nói về xe taxi ở bên Việt Nam thì phải nói với cô Hằng Vy là lần đầu tiên khi tôi về Việt Nam cách đây có lẽ không phải đến trên 20 năm rồi, khoảng năm 1993. Lúc đó thì còn khá mới đối với ngành du lịch của Việt Nam, đặc biệt là cái ngành taxi. Tôi có một cái mỹ cảm rất tốt về taxi Việt Nam lúc bây giờ. Bởi thứ nhất là nhanh, rất là nhanh. Bấm tay một cái vừa gọi cái là trong giây lát. Thưa quý khán giả, là ngay ở ngoài trước nhà mình đã có xe taxi chở sẵn rồi. Cái thứ hai, điều thứ hai nữa, thưa quý khán giả, là phải nói là xe taxi lúc bây giờ rất sạch, lên xe taxi thấy sạch lắm. Rồi cái điều thứ ba là tài xế taxi lúc giờ cũng rất là nhã nhặn và tử tế. Dĩ nhiên là về sau này thì nó bắt đầu nổi cộm lên, bắt đầu là bát nháo. Cái chuyện mà tài xế buộc phải tử tế là chuyện đương nhiên rồi, là bởi vì bây giờ những cái hãng taxi lớn như là Mylink và Vinasun, họ có những cái đường dây nóng, và ví dụ như là anh Mai Tuấn không có hài lòng về chất lượng phục vụ thì có thể gọi ngay để phản hồi. Và trong cái bối cảnh cạnh tranh thì họ buộc phải làm như vậy. Nhưng mà thực ra là có rất nhiều tình trạng là taxi là không bấm giờ,
giả vờ là quên không bấm giờ, xong rồi nói là thôi thì bác muốn cho bao nhiêu thì cho, nhưng mà nếu cho ít thì cũng sẽ không vui lòng nhau. Có rất nhiều tình trạng như vậy. Và khi mà nhắc tới taxi thì thường là người dân khi mà phải di chuyển trên đường phố cũng khá là sợ. Bình thường thì đúng như Hoàng Vy nói là chúng ta cũng có kinh nghiệm ngay ở bên Hoa Kỳ này cũng vậy, mà bất cứ quốc gia nào khi nói đến người lái taxi và gọi là chung là dân taxi, xin lỗi những quý vị là trong ngành nghề taxi, không có nghĩa là chúng tôi miệt thị đâu, nhưng mà có nghĩ có thể nói rằng là trong dân gian thì khi nói đến những người lái taxi thì dễ lắt léo chuyện này chuyện nọ, là đương nhiên là có và có nhiều lắm. Nhưng mà như Mai Tuấn nói là mỹ cảm của Mai Tuấn đối với taxi Việt Nam năm 1993 là lần đầu tiên tôi về Việt Nam thì tôi có những cái mỹ cảm tốt như vậy, và dĩ nhiên bây giờ thì vì cạnh tranh lắm. Nhưng mà trở lại cái tin mà Hoàng Vy nói đối với Vinasun đó, thì cũng là một hình thức tiếng Anh nó gọi là PR, tức là public relation, tức là quảng cáo rất là tốt. Bởi vì dĩ nhiên là họ sẽ không làm lộ liễu để cho mất cái sự an toàn hay sạch sẽ trên xe, nhưng mà đó cũng là một hình thức kinh doanh để cho, bởi vì có nghĩa với hơn 6.000 chiếc xe taxi, có nghĩa là vừa kinh doanh vận tải vừa kinh doanh được trái cây. Bởi vì những cái trái bưởi này là do chính công ty Vinasun trồng, thì đây đôi khi cũng là một ý tưởng kết hợp một công đôi việc, với một điều kiện là không được phép bơm thuốc vào để cho nó ngọt hơn, nó chín hơn. Xin lỗi ông chủ tịch của tập đoàn Vinasun Việt Nam góp ý với quý vị. Mời quý khán giả đi tiếp với chúng tôi với một tin thứ hai về Việt Nam. Đó là chúng ta còn nhớ, và chắc chắn là Hoàng Vy không biết là như thế nào, nhưng không biết, tôi nói không biết như thế nào là bởi vì có thể lúc đó Hoàng Vy còn đang là học sinh hoặc là sinh viên. Tôi nhớ nếu không lầm thì có lẽ cũng phải trên 10 năm rồi, vụ án Nam Căn ở Việt Nam đã làm sôi nổi. Vụ án Nam Cam xảy ra, nếu Hoàng Vy nhớ, thực ra là nhớ chính xác là năm 2004. Là tư, tức là cách đây cũng đã là đi 21 năm rồi, đúng rồi đó, tôi nói không có sai. Thành ra chúng ta hiểu cái vụ án này lúc đó phải nói là động trời đối với ngành tư pháp của Việt Nam và đối với xã hội Việt Nam. Thế rồi mới đây, theo quý khán đánh giả, một vụ xử đàn em của Nam Căn. Và trong cái vụ xử này ở thành phố Sài Gòn thì khi tuyên bố bản án thì vợ của cái tên đàn em này đã làm náo loạn cả cái tòa án. Phiên xử đã được thi hành, nói đúng hơn đã được xét xử trong vòng 3 ngày. Và chiều ngày 16 tháng 3, Tòa án Nhân dân ở quận Bình Tân, Sài Gòn đã tuyên án đối với nghi can là Sì Vĩnh Sáng. Bây giờ thì ông này 56 tuổi, cùng với 14 bị cáo khác, trong đó có 8 bị cáo là người chưa có thành niên, tức là còn đang về cái tội dưới 18 tuổi, 21 tuổi. Về cái tội gì thưa quý vị? Về cái tội cố ý gây thương tích. Sĩ Vĩnh Sáng đã được xác định là đối tượng cầm đầu và kích động người chưa thành niên phạm tội, đã dùng những hung khí nguy hiểm để tấn công người khác nên bị tuyên phạt mức án cao. Và cái mức án này lên tới 8 năm 6 tháng. Và khi cái bản án này được công bố thì thưa quý khán thính giả, là vợ của nghi can đã nổi sùng lên và la ố chửi bới ở trong tòa án, và chính cái lời tuyên bố và nó ầm ĩ này đã khiến cho tòa án trở nên náo loạn ở trong cái sân đình của cái tòa án. Và bây giờ ông này 56 tuổi, và như Hoàng Vy nói ban nãy là 21 năm về trước thì lúc đó là Sình Vĩnh Sáng bao nhiêu tuổi? 56 trừ đi 21 mới có 30. 13 không, cái vụ án Nam Cam xảy ra là được đưa ra xét xử là năm 2004. Và cái thời điểm đó là cái vụ án này gần như là thực sự là một cái sự chấn động, là bởi vì chưa nếu như về giang hồ, về tướng lĩnh, những cái liên quan đến rất là nhiều. Dạ, nó cả một cái đường dây rất là dài, và có những cái vụ và có những cái tình tiết đi theo cũng rất là ly kỳ. Đúng vậy. Có một cái điều mà Hoàng Vy nhớ mãi khi mà đọc cái hồ sơ vụ án Nam Cam là Nam Cam á, bề ngoài thì rất là hiền lành. Thật sự rất là hiền lành, khi gặp cô giáo hay là của con mình hay là gặp người thân, bạn bè, gia đình thì ông Nam Cam luôn chắp tay để chào. Cho nên người ta không thể hình dung được là một cái người như vậy mà lại thực sự là một cái trùm giang hồ. Và nó có nhiều cái tình tiết ly kỳ lắm. Và Hoàng Vy hơi ngạc nhiên là câu chuyện liên quan đến đàn em của Nam Cam đến ngày hôm nay vẫn còn, nó còn dắt dây và đưa ra xét xử đến tận ngày hôm nay. Thực sự ra nếu với những cái nghị án về những cái tội danh như vậy mà mới có 8 năm 6 tháng thì
thì không biết là quý vị nghĩ thế nào, mà với cái tội gọi là to lớn tày trời như Nam Căn thì dĩ nhiên là đầu đảng thì khác và đàn em thì như vậy. Thì nhưng mà chúng tôi có ý gửi đến quý vị cái vợ của anh sĩ Vĩnh Sang này, thực sự là có lẽ là ý của tôi đang nói là cái lúc mà 21 năm về trước thì chắc là cái cô vợ này không biết là lúc đó là như thế nào nữa, nhưng mà chắc là còn trẻ lắm, cho nên bây giờ nằm ở trong cái vòng đai với 8, nghĩa là trong vòng nhà tù 8 năm 6 tháng nữa thì cho là quá nặng. Và đặc biệt khi Hoàng Vy nhắc đến là cái nhìn bề ngoài Nam Căn thì đúng là Nam Căn đã sử dụng cái hình dáng phải không? Nam Cam, đúng là Nam Cam của các mafia bên Ý đó. Bởi vì Hoàng Vy đã xem các movie thì chúng ta không biết rõ thực hư đời sống họ như thế nào, nhưng mà nhìn hình ảnh của họ thì thấy những tay mà gọi là đứng đầu rất mafia là mực thước, rất là trầm tĩnh và mực thước. Bởi vậy cho nên ông bà ta có nói là chớ có trong mặt mà bắt hình dong. hoặc là có những câu khác tương tự như vậy là quen sợ dạ mà lạ thì sợ áo quần, cho nên đôi khi những cái gặp gỡ tiếp xúc bên ngoài cũng không thể nào nói lên được bất cứ vấn đề gì. Và một câu ca dao khác mà có lẽ là mọi người đều biết, tức là chiếc áo không làm nên thầy tu là vậy, nó là rõ rệt lắm thưa quý khán giả. Dạ vâng, quý vị vừa xem phần đầu tiên của chương trình Chào Buổi Sáng và rất mong quý vị sẽ quay lại sau ít phút dành cho thương mại.